Để chuẩn bị tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc khu vực 1 năm 2024, các vận động viên của Phú Thọ đang tích cực tập luyện, nâng cao thể lực, chiến thuật, quyết tâm đạt thành tích cao nhất. Hội khỏe Phù Đổng năm nay, đoàn Phú Thọ có 388 vận động viên tham gia ở tất cả các môn thi đấu. Đây là những gương mặt triển vọng được chọn từ Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh. Phấn đấu đạt thành tích tốt nhất, các vận động viên bộ môn bóng chuyền đã có mặt tại trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương để triển khai công tác luyện tập. Đây cũng là một trong 10 địa điểm sẽ diễn ra các môn thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc khu vực 1. Tỉnh Phú Thọ mình được vinh dự là một tỉnh được đăng cai cúp nhưng ở khu vực 1 trên toàn nước. Đây là cháu sẽ rất quyết tâm, cuối cùng cả đội quyết tâm sẽ đạt được thành tích cao nhất. Đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng ạ. Các ban huấn luyện đã đưa ra những bài tập để cho các em nắm được về các kỹ chiến thuật để làm sao để phục vụ tốt nhất cho giải sắp tới. Bóng đá cũng là một trong những bộ môn đang được rất nhiều người hâm mộ quan tâm. Mặc dù chỉ còn vài ngày trước khi bước vào giải, nhưng các cầu thủ vẫn miệt mài tập luyện với những bài chiến thuật, rèn luyện thể lực và tâm lý thi đấu. Và mục tiêu của đội bóng đề ra là sẽ cố gắng tập luyện trong giai đoạn 2, giai đoạn 3 để thi đấu có thành tích cao nhất. Mục tiêu cụ thể là có huy chương và tham gia vòng chung kết ở tháng 7 tại Hải Phòng. Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc khu vực 1 năm 2024 diễn ra từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5 năm 2024, quy tụ gần 2.500 vận động viên đến từ 13 tỉnh gồm Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Cạn, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình. Các đoàn vận động viên sẽ tranh tài 11 môn thi đấu ở 3 cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, gồm bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, đá cầu, điền kinh, đẩy gậy, bơi, bóng rổ, kéo co và thể dục aerobic. Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc khu vực 1 tổ chức tại Phú Thọ tiếp tục đánh dấu sự phát triển của thể thao học đường. Đây còn là dịp phát hiện năng khiếu và những tài năng thể thao trong học sinh nhằm bồi dưỡng, đào tạo tài năng thể thao cho tỉnh và quốc gia.